Đang làm gì thế, nhanh đuổi theo Hamming bớt đi, để tôi vượt lên đã. Lũ Otaku này làm tôi sắp phát điên rồi, tôi sẽ trở thành vua xe đạp. Này đồ dở hơi, nhưng Tejin liền nắm lấy cơ hội và vượt lên. Còn Minu thì đang bị tụt lại phía sau. Minu em ấy đang làm gì thế? Cậu ấy tụt hẳn phía sau rồi kìa. Cậu nhớ lại những gì Tejin vừa nói. Mày chỉ được ưu ái nên mới vào được tới đây thôi, chứ mày cũng chưa làm được gì nên hồn đâu. Cậu liền nhớ lại vụ tai nạn khi còn nhỏ. Việc này đến bây giờ vẫn ám ảnh cậu mày đừng có tự nhận là con trai tao nữa, mày ở nhà làm cái quái gì nữa. Xin lỗi, tất cả là lỗi của chị. Nó chẳng phải lo lắng gì cả, ước gì tao cũng được như nó nhỉ? Nhưng suy nghĩ tiêu cực càng làm cậu tụt lùi về phía sau hơn. Còn Taejin vẫn tiếp tục tăng tốc vượt qua cả hai người đồng đội đang dẫn trước. Không thể tin nổi, cậu ấy là người ngoài hành lang sao, sức mạnh ghê quá đi. Tezin Kim của đội Jeffiras đang vượt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu ấy càng ngày càng nhanh rồi kìa. Từ khi nào mà cậu ta lại đạp nhanh như vậy? hà Minh Bất vẫn không chịu nhường ngôi, nếu cả hai người này cùng về đích mới nhau thì khả năng rất cao họ sẽ giành được chiến thắng. Cải thiện đáng kể rồi nhỉ, còn nhanh hơn nữa chứ. Đến một khúc cua, thì cả hai đều hạ thấp thân người để vào cua. Dây cậu ta không tận dụng ski dinh nữa à? Sao thế, đổi chiến thuật rồi sao? Hôm nay có vẻ cậu ấy không tung kỹ năng nào cả. Vinny liền ngoái lại. Cậu hiểu lý do tại sao mà dây không còn múa gắt như trước nữa. Dây vẫn còn bị tâm lý sau cú ngã lần trước. Đúng là tên ngốc mà. Người dẫn đầu đoàn đua chỉ còn 500 m nữa là tới đích, nhưng Zephyras cũng đang cố vượt lên để chiếm lấy lợi thế, này con lợn kia, tránh ra coi, cứ mơ đi, tao sẽ không cho mày vượt qua đâu. Thằng danh con này, Tezin lại tiếp tục vượt qua đoàn đua thứ hai. Mẹ khiếp, cái quái gì thế? Bắt được rồi. Vinny và dây đều ngoái lại. Ngay sau đó Tezin đã vượt qua cả hai một cách bất ngờ. Hắn liền ngoái đầu lại. Sau đó Hải quay xe. Tên đó đang làm cái trò gì thế? Có phải hắn định? Hắn định đâm vào hai người kia sao? Vì có hai quá khứ không có gì tốt đẹp với cả dây và Vinny. Nên vào lúc này cậu sẽ phải kéo một đứa theo. Và lao thẳng về phía cả cuộc va chạm sắp xảy ra thì Minu đột ngột phóng lên. Cậu đã dùng thân mình lấp lấy tay cả hai đã có một cú va chạm vô cùng mạnh, làm đôi bên đều ngã sóng xoài ra đường. Nếu cậu ta tiếp tục thì nhỡ đâu lại có thể đánh bại được Hummingbird thì sao? Tại sao cậu ta lại làm như thế nhỉ? Đúng là không thể hiểu được mà. Thằng chó đó phê thuốc à, đang yên đang lành mà hắn làm cái gì thế hả? Mẹ khiếp, ngay từ đầu đã thấy có điểm mà. Tejin, đã có va chạm giữa Hummingbird và Zephyrus. Tejin Kim, sao cậu ấy lại làm thế trong khi có thể về đích đầu tiên? còn những tay đua còn lại của Hummingbird vẫn đang tiến về phía trước. Ôi trời ơi, Minu có sao không vậy? Hình như trước đó cậu ấy cũng bị tai nạn đúng không? Minu à? Minu? Còn cậu thì đang nằm chèm bẹp dưới đất. Ngay bên cạnh là tejin. Như cậu đã nói, vì tôi chưa làm được cái gì ra hồn cho cả đội, nên chỉ ít thì cũng phải làm được như thế này chứ. Tìm Hummingbird, khoảng cách giữa họ và đoàn đua phía trước càng ngày càng căng thẳng hơn. Đua xong tôi sẽ cho tên đó biết tay. Cậu quay lại. Tình hình này thì không ổn rồi. Này, giờ mà chúng ta về đích thì cũng chưa thắng được đâu, vẫn cần thêm một người nữa cậu phải có niềm tin chứ. dây liền đổi thế tay cầm, vượt lên trước Vinny. còn ở phía vạch đích, hạ gục Zero Back, hạ gục Hamming bớt nào, nói cái gì vậy ông anh? họ tới rồi kìa. Vinny hong và dây do cả đội Humong bớt đã cán đích đầu tiên. nhưng trong vòng đấu này thì cần phải có ba người về đích thì mới coi là chiến thắng. vẫn còn thiếu một thành viên nữa thì mới có thể vào vòng chung kết được. giờ thì hoa rồi nhá. Zephyras và Zero Back đang ở ngay phía sau. làm cái quái gì thế hả? nhanh lên đi. sắp tới rồi, đợi chút. tôi đã cố hết sức rồi nhờ cả vào các cậu đó Zero Back. Zero Back đang chuẩn bị cán đích, Magga Crew phải tìm cách nào đó bắt kíp họ nếu không muốn thua cuộc. Heo hồng, cậu đang làm cái gì thế? Nhanh lên đi chứ. Tên đó hình như kiệt sức rồi, kết thúc thật rồi sao? Heo hồng cũng đang cố hết sức mình. Cậu liền nghĩ về Sena Chan. Từ phía sau cả hai người đồng đội đặt tay vào lưng cậu. Đừng có bỏ cuộc, cậu định kết thúc mọi thứ tại đây sao? Hãy giành chiến thắng và cùng Hamming bớt bước vào chung kết nào. Hay ra, tôi sẽ làm được. Death Sức mạnh tình bạn, tiến lên. Mangapister mấy tên đó hét cái gì thế? Về nhà vui vẻ nhá. Bọn ta sẽ vào vòng chung kết. Bọn ta thắng chắc rồi. Thì heo hồng liền vượt lên phía trước với tư thế của Michael Weirer. Những khuôn mặt ngờ nghịch, những ánh mắt thất thần. Cứ với tư thế đó heo hồng đang phóng thẳng về đích. Cậu ta đang làm cái quái gì thế? Sao Donaza? Cái gì? Mẹ khiếp. Không thể tin được, sao nó không đạp mà lại phóng nhanh thế chứ? Mình không thể thua con lợn đó được. Vãi thật, sao lại có thể như vậy? Tư thế kỳ cục đó là sao? Không thể tin được cậu ta lại làm như thế giảm tối đa sức cản không khí, tư thế khi động học tối thượng, Superman. Thật không thể tin nổi, cậu ta còn tận dụng địa hình dốc nữa sao? Cả hai cùng gào lên, và heo hồng đã về đích sớm hơn một tích tắc, vậy là cũng quá đủ để giành được chiến thắng rồi. Hummingbird cùng Manga Crew đã giành được chiến thắng. Một màn lật ngược tình thế đi vào lịch sử, Manga Crew đã giành được vé vào vòng chung kết cùng với lại Hummingbird. Đỉnh vãi, này không phải giờ này nhóc phải đi học sao? Họ vào được chung kết rồi, tên otaku đó bá thật ấy. Đúng là không uổng công huấn luyện mà còn tên sang ho choi thì đang ôm mặt một cách khó chịu hai đội chiến thắng xin hãy tập trung tại hội trường manga crew các cậu đã tính toán mọi chuyện từ đầu rồi đúng không hay chỉ đơn giản cậu làm thế vì mệt minu cậu ổn chứ không có vết thương nào nghiêm trọng nữa không sao cũng đâu phải lần đầu tôi gặp tai nạn đâu chỉ là sức đầu gối một chút thôi lần sau nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao cậu phải cẩn thận hơn đi chứ có ngày không cứu được đâu minu thấy dom nói cũng đúng nên chẳng nói được gì cả vinny đâu rồi thằng khốn tay dinh đâu rồi còn Tejin thì đang nôn thốc nôn thóa tại chỗ nghỉ, này tới phòng cấp cứu đi, bình tĩnh thở bằng mũi xem nào. trông cậu có vẻ không được khỏe, dù sao thì cũng cần xử lý vết thương đã, tới phòng cấp cứu thôi. Tejin ngọc độc thức ăn sao? Chả biết nữa, chắc là do kiệt sức thôi. Cậu ta có chuyện gì thế? Tôi cũng không biết nữa. Tejin thì đã được đưa vào phòng y tế. còn phía ngoài thì Vinny đang hỏi tội mấy thằng đồng đội của Tejin, tại sao Tejin lại dương với chất kích thích? Chúng mày đùa tao à? Chúng tôi thật sự không biết gì cả, anh phải tin chúng tôi. Đừng có hòng qua mặt tao, chúng mày không biết thì ai biết, trông tao giống thằng ngu lắm à, chúng tôi nói thật mà. Anh có biết Tejin đã phải nỗ lực luyện tập thế nào không? Đúng vậy, chất kích thích à, không thể nào. Tejin có thể là cậu ấy không giỏi thật, nhưng không đời nào cậu ấy lại sử dụng chất kích thích cả. Hình như họ không biết chuyện gì hay sao ấy Vinny. Nổi nóng với họ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Vinny liền rời khỏi đó, đi thu đồ vào đã, thật là thất vọng với Tejin mà. Tejin cậu ấy đang phải loại người như thế đâu, nếu có thì cũng đã nói trước với chúng ta rồi chứ cậu nghĩ ai đã đưa chất kích thích mà chúng ta lại không biết nhỉ ai mới được chứ khoan đã chẳng có lẽ là gặp lại ở vòng chung kết nhá uống đi cho khỏe cái quái gì thế mày vừa nhét cái gì vào túi áo tao thế nước tăng lực sao vị này như cứt vậy các cậu có uống không thôi cái đấy của cậu mà rồi ta sẽ cho mọi người thấy khả năng của mình mình không còn là tezin may mắn nữa mẹ khiếp tại sao lại dương tính chứ sao cậu lại muốn tất cả tiền điều là tờ 10 nghìn won chứ vì nó khiến ví của tôi trông nhiều hơn chúng ta nên làm gì vào tối nay nhỉ Đưa cho tôi một nửa đi. Tôi đã làm hết mọi chuyện mà, đồng đội tí đi. Vậy thì mươi, đừng có lằng nhằng nữa đưa một nửa đây. Muốn ăn đòn à? Tại sao lại đua thứ này cho các tay đuôi nhỉ? Đây vẫn là mẫu thử mà. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Dù sao thì người thắng cuộc cũng được chọn sẵn rồi, chúng ta chỉ cần tận cuộc đua này thôi. Phải rồi. Mày định đi đâu thế? Không ăn tối cùng nhau à? Tôi có hẹn rồi. Họ là mẹ mày à? Vậy thôi chúng ta đi ăn thịt nướng thôi. Tại trường Sunny. Ha ha, chẳng phải đây là nhân vật anime sao? cậu dính lên đây làm gì vậy, định biến thành một otaku sao? Đó là dấu hiệu tình bạn của dây đó, đừng có trêu cậu ấy nữa. Đây là sticker siêu hiếm của tôi đó, coi như đây là dấu hiệu tình bạn của chúng ta. Mặc dù không muốn lắm nhưng dây vẫn phải nhận món quà này. Dây cậu may mắn thật đó, Sena-chan sẽ bảo vệ cậu. Ha ha, vậy là cậu ấy trở thành fanboy đầu tiên của Sena-chan trong đội chúng ta luôn, cậu thôi đi được rồi ấy. Này cái em đang cười kia. Lại đây. Yuna, thầy ấy gọi tôi sao, đúng rồi. Trên tay thầy là một cái dao cạo dâu. Thôi xong rồi quý ông dâu kém, Dây cứ cầm chiếc mũ và nhớ lại trận đấu hôm qua. Sao hắn lại sử dụng chất kích thích chứ? Chắc là do chúng ta không biết thôi, chứ vận động viên cũng sử dụng chất kích thích mà. Trong cuộc đua, anh thấy Tejin có gì đó lạ lắm, cách đạp của nó rất bất thường. Thường thì chất kích thích sẽ gây ra hiện tượng giãn mạch máu và tăng nhịp tim, khi máu lưu thông nhanh hơn bình thường thì có thể đạp xe nhanh hơn. Nghĩ lại thì, không phải cũng có vài tay đua khác cũng bị vậy sao? Ừ, phát điên mất thôi, đây chỉ là giải nghiệp dư thôi mà có cần phải làm đến vậy không? Tôi nghĩ là, đến cả Tezin cũng không biết mình đã sử dụng chất kích thích đâu, bạn của cậu ấy đã nói thế rồi mà, gì cơ. Chỉ có dây mới là người duy nhất hiểu, được cảm giác vị vụ ăn sử dụng chất kích thích là như thế nào. Cậu liền nhìn thấy Minu và Mia đang ngồi nói chuyện với nhau. Cậu ổn chứ, mình ổn. Nhưng trông cậu đâu có như vậy đâu. Chỉ là, tôi cũng không biết nữa liệu bản thân mình có ích gì không nữa. Tôi tiến xa được như thế này tất cả là nhờ các cậu ấy, cảm giác như mình chẳng có một chút tác dụng nào trong đội vậy. Tôi không nghĩ vậy đâu, Mặc dù tôi cũng không biết nhiều về cuộc đua của các cậu, nhưng khi xem hết các trận đua cậu tham gia, thì cậu không bao giờ ngần ngại nguy hiểm để bảo vệ các thành viên trong đội cả, hôm qua cũng như vậy. Minu à, tôi nghĩ là những người khác giỏi như vậy là có một hậu phương vững chắc như cậu ở phía sau ấy. Này dây, cậu đang làm gì ở đây vậy? Sao cứ đứng đơ ra thế, tôi đói quá kiếm gì đó ăn đi. Tại công ty của bố Minu. Thưa chủ tịch, sau khi nó kết thúc giờ học, đến trường rồi lôi nó về đây. Tại văn phòng của Sang Ho Choi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? mặc dù vẫn bị phát hiện sử dụng chất kích thích vì cơ thể chưa thể hấp thụ hết, nhưng khả năng mà nó mang lại thì ngoài sức mong đợi. Đến lúc tiếp tục công việc của chúng ta rồi ấy. Cảm ơn anh. Cô ta liền lấy ra một chiếc hộp bí ẩn. Đây là mẫu thử mới nhất, chỉ có ba lọ thôi nên hãy sử dụng cẩn thận ấy. Sang Ho, anh không định làm gì thằng kính vàng đó sao? Để bọn nó đánh em ra nông nỗi này mà anh không xử chúng nó sao? Đấy không phải chuyện của tao, tự giải quyết đi. Thôi mà, giúp em lần này đi. Im mồm lại, không thấy tao đang có khách sao? Ra ngoài. Hoàng Ân liền rời đi được rồi, công việc của anh quan trọng hơn đứa em này mà. Con Tejin thì vẫn đang trong cơn khủng hoảng. Nghe nói là cậu ta dùng chất kích thích sao, đúng là thảm hại mà. Không thể tin được là cậu lại dùng tới cách hèn hạ như thế đây, cứ tưởng cậu luyện tập để giành chiến thắng cơ, thật là xấu hổ khi ở trung đội với cậu mà. Đồ chơi thuốc, Kim Tejin. Cậu đứng dậy và gào lên, đừng có hiểu nhầm nữa mà. Hành động của cậu gây sự chú ý đến cả lớp. Chết tiệt, cậu ta sao vậy, chơi đồ sao? Chả biết nữa, thôi đừng có nhìn cậu ta nữa. Chắc chắn là do hắn rồi. Sau khi tan học. Minu thấy dây đang ngồi trên băng ghế. Cậu đúng là kỳ quặc mà, học cả ở ngoài đây luôn. Thời tiết này thích nhỉ. Rất hợp để đi hẹn hò với Sally đó. Nếu có bạn gái thì tôi đã đi rồi. Bỗng nhiên có một ai đó bịt miệng cậu lại. Cậu chủ hãy đi theo chúng tôi. Cậu chỉ kịp ú ớ được mấy câu. Dây, gọi cảnh sát đi, nhanh vào xe đi. Nhưng ông Jay thì đeo tai nghe có biết cái gì đâu. Gì thế này? Đang học tiếng Anh sao? Có cần tôi giúp không? Hả, Minu đâu rồi? Tôi không biết nữa, nhưng mà cậu có đến đây sao? Tôi tưởng cậu ấy ở cùng cậu chứ tiêu rồi. Thôi nín đi mà, nuôi lại là được mà. Anh có biết em đã phải chăm sóc nó kỹ như thế nào không? Giờ cảm thấy trống trải quá. Sally liền bật cười. Sao cậu làm để lại một nửa làm gì nữa? Thầy chỉ cào một nửa thôi còn lại thì để về tôi cạo nốt. Đúng là ác thật mà. Tại công ty của bố Minu. Bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Cậu ấy đây rồi thưa ngài. Tốt lắm, cậu có thể ra ngoài được rồi. Có chuyện gì vậy ba? Thằng danh con này, mày bỏ nhà đi chỉ vì cái cuộc đua vớ vẫn đo à? Mặt mày làm sao thế kia? Lại đánh nhau nữa à? về nhà đi, đừng có làm xấu mặt tao nữa, con không về, cứ coi như ba không có thằng con này đi và đuổi con đi như cái cách ba đuổi mẹ ấy. sắc mặt của ông bố bỗng chốc tối sầm lại. đến tối, Tejin cùng đám bạn đến phố ăn chơi. chúng ta thật sự sẽ vào đây sao? thích quá đi, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi mà, liệu có ổn không vậy? tâm trạng của tôi đang không tốt nên là ngậm miệng lại đi. cái gì Fight Club sao? khoan đã, cậu đâu có nói gì về Fight Club đâu nhỉ? vì tôi nghe nói lũ khốn đó đang ở đây ai cơ, kính vàng sao, chắc là hắn rồi đó, nói vậy đủ rồi vào trong thôi. Cho chúng tôi qua. Ai đi đâu? Tôi quên ở nhà rồi, không có thẻ ai đi thì không thể vào đây được. Cậu ấy không biết chuyện này sao hả trời, ít nhất thì cậu ấy cũng phải có kế hoạch trước khi tới đây chứ. Đây là bạn của tôi, cho cậu ấy vào đi. Thằng khốn này, tao đang tìm mày đó. Tìm được tôi thấy vui lắm hả? Vào trong rồi nói chuyện nào? Bên trong đây chính xác là một sàn đấu ngầm vô cùng đẫm máu. Mọi người liên tục gieo hò cái tên dâu cơ. Chuyện gì thế này? trên sàn đấu là tên đầu bạc đang cho đối thủ ăn no đòn một móc đã làm đối thủ của hắn bị nóc ao vào nằm gục dưới sàn làm cái quái gì thế hả đứng dậy đi biết tôi đã cược bao nhiêu tiền vào cậu không nơi này là nơi quái nào vậy mọi người điên hết rồi sao xin hãy cho dũng sĩ đường phố dâu cơ của chúng ta một tràng pháo tay ai xe là người tiếp theo thách đấu dâu cơ đây may mà tao cược vào dâu cơ đó thú vị phải không đánh thắng là kiếm được mớ tiền luôn đó hôm nay lại kiếm được một mớ rồi đây mà cậu tìm tôi làm gì vậy tao tới để hỏi về chuyện mày đã làm với tao làm gì cơ tại sao mày lại bỏ thuốc bảo đồ uống hà thằng chó mày muốn gì mày đã cho vào lon nước đó phải không bình tĩnh nào chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy à cậu ấy muốn lên sàn đấu đó mà không tôi không có mày nói gì thế thật hả lại thêm một người mới nữa sao vậy là đã có một người thách đấu với dâu cơ thằng điên này vừa mới nói cái quái gì thế phía trên sàn đầu dâu cơ đang nhìn xuống với một ánh mắt đầy sát khí còn phía bên dưới thì khán giả đang liên tục hò reo còn phía của dom ngủ cả ngày mệt hết cả người Minu đi đâu rồi ấy nhỉ? Đến xe đạp cậu ấy cũng bỏ lại là sao? Jay, cậu có định luyện tập gì không? Tính sau đi. Tính sau là sao? Muốn thắng được Monster thì chúng ta phải luyện tập khắc nghiệt hơn ấy, còn Yuna đang check tin nhắn, có điều gì đó làm mặt cô ấy tối sầm lại. Xin lỗi nhá, tôi về nhà trước đây. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Minu đang ở trong bệnh viện để thăm mẹ. Con đến rồi đây. Nhưng bà vẫn không trả lời. Rồi bồng nhiên quay ra với vẻ mặt vô cùng hốc hác và đáng sợ. Mẹ à, con tới rồi đây. Con tới rồi sao Minu? bất ngờ chưa, đây là loài hoa mà mẹ thích nhất, hoa cát tường đó, con đã ghé vào tiệm hoa trên đường tới đây để mua cho mẹ đó, ôi trời chúng đẹp quá. Cảm ơn con nhá, nhưng con tới đây làm gì vậy, Junmi đâu rồi? Sắc mặt cậu liền thay đổi khi nghe thấy cái tên đó. Có chuyện gì đã xảy ra với Junmi vậy? Mẹ, thôi mà. Bà liền ném bó hoa đi. Thôi cái gì hả? Junmi đâu hả? Con gái của mẹ đâu? Y tá, lấy thuốc an thần ra đây. Vâng thưa bác sĩ. Ta muốn gặp Junmi. Junmi? Sao chuyện đó? cậu ra ngoài thần thờ một mình này anh đừng có chạy lung tung nữa bác sĩ đâu cản anh ta lại này em đang làm gì ở đây thế hả sao chị lại biết em ở đây chứ không phải quá rõ ràng sao chị nghe nói ba đã lôi em về nhà điện thoại thì không chịu sạc em biết chị đã khó chịu như thế nào khi em tắt máy không sạc làm gì trong khi kiểu gì nó chẳng sập nguồn phải không đừng có bướng nữa về nhà đi này minu em đói rồi mua cho em gì đó ăn đi yuna cũng chẳng hiểu được minu đang nói cái gì nữa tại fight club Tezin vẫn đang gào thét khi bị bắt lên sàn đấu, im cái mõn lại đi, ta không đến đây để đánh nhau, bọn khốn. Đám đông im lặng một cách lạ thường. Rời khỏi đây thôi. Tao rời đi không có nghĩ là tao hèn nhát, tao muốn chúng mày biết điều đó. Rời khỏi đây thôi, mày gọi đây là câu lạc bộ sao? Ra đến của. Tezin cùng hai thằng bạn chạy nhanh như cho chạy ngoài đồng. Chạy được một đoạn xa rồi thì cả lũ mới dừng lại. Chết tiệt, tí thi niệm. Trời đất, tí thì đái ra quần, tôi chưa từng thấy nơi nào như thế cả, mệt quá đi mất thôi. Không thể để chuyện này kết thúc ở dây được, cái gì? phải đổi chiến thuật thôi nếu đây là cách làm của mấy thằng khốn đo thì chúng ta phải chuyển sang kế hoạch b thôi kế hoạch b sao đó chính là một cuộc tấn công bất ngờ cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ cuộc thế sao không bao giờ thằng chó đó gây sự nhầm người rồi đó cậu ta lại phê thuốc sao hy vọng là không tại quán ăn em ăn no rồi tốt hơn nhiều rồi đó không phải em ghét ăn cay lắm sao em cũng phải thử chứ thật ra thì nó cũng khá ngon đó chứ mẹ có khỏe không bà ấy có vui khi gặp em không chắc chắn rồi mẹ rất vui khi gặp em em còn mua cho bà ấy một bó hoa nữa bà ấy thích nó lắm may quá chị cũng mong có thể gặp được mẹ nếu thời gian người nhà được thăm bệnh nhân có thể kéo dài lâu hơn mi này em sẽ về nhà chứ ba lo cho em lắm đấy em không về em bướng bỉnh quá rồi đấy không phải là em cần điện thoại và tiền trợ cấp nếu muốn có bạn gái sao giờ em chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả sao chị không lo cho bản thân trước đi đừng có kén chọn như vậy nữa mặc dù do cậu ấy có thể không hoàn hảo nhưng mà cậu ấy cũng có một sức hút riêng mà thôi đi tối nay em cũng không về sao em phải nói lại chuyện này bao nhiêu lần nữa đây Tuần tới là tụi em có trận đua nên em phải luyện tập cùng đồng đội nữa. Phải rồi, xe đạp của em zom đang giữ ấy. Tên kính vàng thì đang đi về một mình và rêu ra bài hát, còn đám tay zin thì đang mai phục tại một góc tối, sẵn sàng chưa? Tao có thể nhìn rõ nó ở ngàn dặm với cái bộ đồ boy phố đó. Lần này, tôi sẽ đạp nát cái bản mặt của nó và làm nó phải quỳ xuống để xin tha mới được. Cả lũ tiến tới từ phía sau và lao thẳng tới tên kính vàng. Hắn quay đầu lại, một cuộc xô sát đẫm máu đã diễn ra, nhưng phần thắng thì thuộc về phía kính vàng. Chết tiệt, hắn nắm đầu tay zin lên, tụi mày muốn gì, đánh lén thế là rất hèn hạ đó. Mày nghĩ tao là thằng ngu sao? Mẹ mày, là mày làm chuyện đó đúng không? Sao mày lại bỏ chất kích thích vào đồ uống của tao chứ? Sao lại làm thế với tao hả? Mày làm tao thấy quan ngại về mọi thứ rồi đấy, nói cho tao biết đi, mày đã làm cái gì? Do tính chất công việc thôi, bọn tao chỉ làm theo những gì được ra lệnh thôi, nên đừng có trách bọn tao. Gì? Công việc sao? Ý mày là sao? Nhưng gì mà mày muốn biết thì tao đã nói rồi, nên đừng có hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn nữa đi, dù là ai ra lệnh đi nữa thì cũng đừng có buồn vì cái nhóm của mày thì cũng chẳng đi được tới đâu đâu. Mẹ mày, thằng chó, mày có cần phải nói toẹt ra như thế không? Nếu tụi mày còn làm phiền tao nữa thì tao sẽ không bỏ qua dễ dàng, như lần này đâu, rồi hắn rời đi. Tezin thì ngồi tựa lưng vào tường. Cậu ổn chứ? Sao tụi mình có thể để nó hành cho như thế được nhỉ? Nhìn mặt tôi này bầm dập hết rồi, ngày mai còn phải đi hẹn hò nữa chứ. Bỗng nhiên Tezin cười phá lên. Cậu ta lại lên cơn nữa sao? Bị cái gì vậy không biết? Bọn mày nghĩ tao sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế sao? Hóa ra Tezin đã ghi âm cuộc nói chuyện của cả hai bên lần này mày chết chắc rồi thằng chó, đoạn ghi âm này sẽ vạch trần tất cả. Ít nhất thì giờ chúng ta cũng có đoạn ghi âm đó, biết ngay là cậu ấy sẽ có phương án dự phòng mà. Tại trường Sunny. Cái gì, cậu bị bố bắt cóc sao, chuyện gì thế này? Ừ thì, không sao đâu, đừng để ý tới chuyện đó. Về nhà đi Minu, anh không còn là trẻ con nữa đâu. Đúng là hết nói nổi mà. Yuna xem cái này đi, hôm qua tôi mới qua được ấy, gì vậy? Rách rách khá là quấn Vinny đó. Và hình như cậu ấy và nó không hợp nhau lắm thì phải. Dễ thương chưa kìa nhưng cậu ấy sẽ nuôi nó thật sao, cái đấy còn phụ thuộc vào em của dây nữa, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện thành ra như thế này. Dây thì đang ăn bim bim, cậu đang ăn mảnh cái gì đó. Xin miếng cái coi. Minu bỏ miếng bim vào miệng. Cái vị quái quỷ gì đây? Sao nó lại tanh thế hả? Quất kết hợp với cá sao, quá là sai rồi đó. Uệ sao cậu lại có thể ăn được cái này chứ? Vị quái gì thế này? Mấy cậu này, thì một đám vệ sĩ bước tới. Cậu chủ đây rồi. Chúng liền chạy tới chỗ Minu để tóm cậu. Cái gì? Uệ cái quái gì thế này, gớm quá đi mất cậu chủ, bắt lấy cậu ấy, chết tiệt, cậu liền chạy khỏi đó. Chúng ta có nên giúp cậu ấy không nhỉ? Tại văn phòng của Sang Ho Choi, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Anh, cho em xin một lọ này nhé. Làm gì, đừng có làm phiền tao nữa và cút ra ngoài đi. Anh chẳng bao giờ để em làm cái gì cả. Thưa ngài, có một cậu học sinh tới và muốn báo cáo một việc gì đó lên ủy ban cuộc đua, tôi có nên cho cậu ấy vào không? Báo cáo sao, cho cậu ấy vào đi. Cô ấy càng ngày càng ngon hơn ấy, không biết cô ấy có người yêu chưa nhỉ? Tao đã bảo là cút ra ngoài cơ mà. Dạ vâng, em biết rồi. Cậu vào phòng này nhá. Xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu mở cửa ra. Vào đi. Nhân lúc đó, thằng em trai báo đời của Sang Ho đã thó mất một lọ thuốc mới. Mày còn lảng vảng ở đây làm gì nữa, tao đã bảo là biến đi rồi cơ mà. Vâng, em đi ngay đây. Chìa khóa sẽ đâu rồi nhỉ? Hoàng ơn đi ra ngoài cửa, mình khác chắc là từng gặp thằng đó ở đâu rồi. Cậu mở đoạn ghi âm lên cho Sang Ho nghe. Cái gì đây? Đó là mấy tên trong nhóm sáp ba ở trong giải đau đã bảo chất kích thích và đồ uống của tôi và làm tôi bị tước quyền thi đấu tôi đoán là những người bị dương tính với chất kích thích cũng do bọn nó làm nên tôi muốn anh loại chúng khỏi vòng đua và bắt chúng chịu trách nhiệm cho những gì mà chúng đã làm sắc mặt hắn liền thay đổi được rồi cảm ơn cậu đã tới đây tôi sẽ báo cáo lại chuyện này cho ban quản lý giờ thì tejin có thể ngạo nghễ rồi thật là sảng khoái mà vậy là mọi thứ đã ổn rồi sao tôi sẽ cho tụi nó biết tay hôm nay cúp học đi chơi đi mà cậu đã copy đoạn ghi âm đó chưa chưa tôi đưa bản gốc luôn sao lại làm thế phải giữ lại một bản chứ trong văn phòng tên sang ho phá hỏng đoạn ghi âm ngay sau khi Tezin rời khỏi đó. Mấy thằng nhóc đần độn này, cuối cùng thì cũng cắt đuôi được tụi nó. Chết tiệt, giờ bọn nó sẽ không để yên cho mình khi ở trường nữa rồi. Hả? Đi nét tí nhở, thôi không đi đâu. Này mấy thanh niên hay gây chuyện, tụi mày lại bị đánh nữa sao? Mặt mũi làm sao thế kia? Gây chuyện sao? Tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên đừng có xáo trộn mọi thứ nên nữa, đi chỗ khác đi, sắp xếp cái quần què, tụi bay chỉ giỏi bao biện mà thôi. Tôi cá là cậu chỉ là một tên hèn thôi. Này, đừng có nói rằng bậy về tụi này. Gì cơ? có thể cậu vào đến chung kết dễ dàng vậy là do dây cùng với các thành viên khác nhưng còn tôi đi đến được tận vòng này là do sự khổ luyện và chăm chỉ để trở thành trưởng nhóm nhưng còn cậu có biết rằng ta phải chịu đựng những gì sau cuộc đua đó không thằng chơi bẩn đó sử dụng chất kích thích ở vòng cuối đó biết ngay mà làm sao mà nó có thể đạp nhanh như thế được có loại như nó thì bị loại cũng đáng thôi nhưng dù có chơi bẩn đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thắng được đâu những ngày tháng khổ luyện của tôi đã đổ sông đổ bể cậu không thể hiểu được sau bao nhiêu cố gắng mà cuối cùng ta lại bị coi là một tên chơi bẩn là như thế nào đâu mặt khác thì từ khi cậu là thành viên Zephyrus và thậm chí là của Hummingbird, cậu chỉ đang cố lấp đi khoảng trống của bản thân thôi ngay từ đầu cậu đã không muốn dẫn dắt đội rồi một thằng công tử như cậu mà lại không thể thoái ra khỏi cái nhóm đây sao thừa nhận đi cậu lập ra cái nhóm đấy chỉ để trốn tránh thực tại mà thôi cứ chạy đi đồ hèn thấy sáng khoái quá đi mất mãi mới được chuyện này ra minu giang rất tức giận sang ho gọi điện cho tên kính vàng chúng mày làm việc cái kiểu gì vậy mày để một thằng nhóc trung học ghi âm lại mọi chuyện sao nếu mày còn làm việc mà không suy nghĩ như thế nữa thì cứ liệu hồn đấy. Mày đang ở đâu, này cầm lấy đi, ồn quá đi mất. Thôi cứ để cho ông ấy nói đi, từ lúc nào mà tụi mình trở thành tay sai cho ông ấy vậy. Thôi đã làm tới đây rồi, chắc cứ thắng cái giải này lấy tiền và phắn thôi. Kính vào liền lao xe về phía trước. Hắn bay qua tòa nhà phía bên cạnh, và tiếp đất một cách gọn ghẽ. Tụi mày không nhận ra mục đích của giải đua này hay sao? Ở nhà Minu, cậu đã quyết định về nhà. Hả? Minu, con về rồi sao? Mẹ lo cho con lắm đó. Con đã ở đâu vậy? Con có ăn uống đầy đủ không? tối nay mẹ sẽ làm gà rán nên hãy ở nhà ăn tối nhá. Tôi không có hứng thú, bà và ba cứ ăn đi. Con chắc không, hay tối nay ăn ở ngoài nhá. Cậu về phòng, rồi nằm dài trên giường. Alo, Mini về rồi đấy anh, thằng bé về một mình. Em nghĩ anh thuyết phục được nó rồi ấy. Nó đang ngủ ở trong phòng, cứ để nó ngủ đi anh. Mày nhắc cái mông dậy cho tao. Ông bố hé cửa vào. Mấy ngày hôm nay mà đã đi đâu hả? Mày nghĩ cứ đeo cái cặp đến trường là sẽ biến thành học sinh sao? Khi nào thì mày mới trưởng thành đây? Cứ chạy trốn đi đồ hèn nếu mày không muốn cuộc đời của mình rơi vào vực thẳm, thì chuẩn bị đi du học đi cho khuất mắt tao, sắp xếp đồ dần đi, cuối tháng này tao sẽ cho mày đi du học. Con không đi đâu, con sẽ không chạy trốn nữa. Cái gì? Con sẽ làm bất cứ chuyện gì mà ba muốn, nên đừng bắt con ra nước ngoài nữa. Đến tối, cả lũ đang ra về cùng với nhau. Đây nhé, chào mừng đến với mạng xã hội, tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi đó. Gì đây, từ vựng tiếng Anh, một vấn đề về môn toán, mấy cái này đều ở trong điện thoại của cậu sao, vậy cậu biết ứng dụng nào tốt hơn không? Âu ra, làm giật cả mình. Nhạc chuông quái gì thế này? Dây lấy lại máy. Alo. Hôm nay có chuyện gì xảy ra với mi như vậy, em cũng không biết nữa, em chẳng nghe ngóng được gì kể từ khi nó chạy ra khỏi trường, em đoán là cậu ấy lại bị bắt về mà thôi. Trận chung kết sắp đến rồi, cậu ta đang làm cái quái gì thế nhỉ? Hả? Gì vậy, có chuyện gì sao? Ai vậy? Dây liền quay xe để đi đâu đó. Này, giờ này mà cậu còn đi đâu vậy? Chết tiệt, chúng ta phải lên lịch tập luyện và các nguyên tắc thôi, sao ai cũng muốn làm gì thì làm vậy? Tại chỗ ông chú G63. Hửm, nó đến sớm hơn mình nghĩ đó bên này này nhóc cũng được một thời gian kể từ lần cuối gặp em trong vòng đua lần trước nhỉ làm vài ly không được rồi anh vào luôn vấn đề đi có phải ba ngày nữa em sẽ đua đúng không để anh xem xe của nhóc nào ta không ngờ là nhóc lại làm đến mức này ấy khung xe thì có vẻ ổn nhưng hệ thống chuyển lực thì quá cũ rồi được rồi đợi chút anh ấy liền đá pha trước mặt cả hai là một chiếc xe đạp nếu em muốn đua ở một sân chơi lớn thì cần phải có một chiếc xe phù hợp chứ đây là lý do anh gọi em tới đây sao sao em không thích nó sao em không có hứng thú với những chiếc xe khác Dây. Chiếc xe đó, cũng là xe của chú ma hon đó. Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.